Nếu Trung Quốc không bỏ qua cơ hội này thì họ có thể hùng mạnh tới mức nào? Vào thế kỷ thứ 17 và 18, Trung Quốc là một trong những đế chế hùng mạnh trên thế giới. Nhưng có lẽ vì quá tự hào với sức mạnh của mình nên họ đã từ bỏ cơ hội. Sứ thần Marconi đến Trung Quốc với lời đề nghị mở rộng hợp tác với nước Anh. Nhưng hoàng đế Càn Long lúc đó đã từ chối lời đề nghị. Trung Quốc vẫn duy trì chính sách bế quan tỏa cảng nên đã không bắt kịp với những tiến bộ của công nghệ từ thế kỷ thứ 18. Sau đó, nhiều sự kiện liên tục xảy ra dẫn đến một thế kỷ tủi nhục của Trung Quốc. Liệu rằng đến lần đó Càn Long quyết định khác đi thì Trung Quốc sẽ như thế nào?